Bán cho cái bánh mì không chị ơi? Mẹ khỏe, bộ con bận lắm hay sao? Đã 2 năm nay con không về thăm mẹ vậy. Mẹ nhớ con lắm. Con cũng nhớ mẹ nữa. Nhưng trong công ty của con năm nay còn nhiều việc quá nên con không về thăm mẹ được. Làm việc gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con. Và phải nhớ nghèo cho sạch, rách cho thơm con ạ. Dạ, con biết rồi. Con sẽ gửi tiền về cho mẹ ăn Tết. Mẹ không cần tiền con gửi về đâu. Mẹ chỉ cần Tết này gia đình nhà mình được sum họp là mẹ mừng lắm rồi. Về đi con. Con xin lỗi mẹ, con không thể về. Con có lỗi với mẹ. Alo, alo. Về quê hả? Không. Bạn làm gì ở đây? Đi làm thôi. Gần Tết rồi, xong về quê ăn Tết đi. Hỏi nhiều. Mà quê ở đâu? Hà Nội. Không có tiền về quê hả? Không phải việc của anh. Về nhà đón Tết, gia đình trên hết. Thank you.
nghèo cho sạch, rách cho thơm con ạ. Về nhà đón Tết, gia đình trên hết. Trời mây nhà nhà đều sum vầy, đào tươi thắm mai vàng khoe sắc dáng xuân, nhiều quà Tết cũng vui mà sao bằng niềm vui bố về, quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân. Dù là nơi rất xa ba cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt, một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát, đón xuân về với mái đào Trường Sơn, nghe hương xuân đưa lắng. Đông đầy chứa chan bao lời, hãy tưng bừng phút giây này có nhau. Rộn ràng cười nói dưới mái nhà, quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Xin tươi trời mây nhà nhà đều sum vầy, đào tươi thắm. Con sắp về với mẹ rồi, mẹ đừng quên dán món chả mà con thích nhá. Nhiều quà Tết cũng vui mà sao bằng niềm vui. Đã bắt được tên móc túi chưa? Thưa sếp, em đã móc dấu tên móc túi. Em xin lỗi vì nhiệm vụ đã không hoàn thành. Alo, alo. Buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội vã, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt, một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát, đón xuân về với mái đào Trường Sơn.